Sáng nay ngày 12 tháng 8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo công bố mới nhất của Bộ Y tế, hiện có 6 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp dưới 55% cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Hà Nội hơn 54%, Hà Tĩnh trên 48%, Đà Nẵng gần 39%, Quảng Nam gần 43%, Bình Thuận hơn 54% và TP.HCM gần 48%. Theo Sở Y tế TP.HCM, so sánh kết quả tiêm vaccine ngừa COVID-19 của ngày 10 tháng 8 với 7 ngày trước, tức ngày 3 tháng 8, cho thấy tổng số mũi tiêm cho trẻ trên địa bàn thành phố vẫn không đạt như mong đợi. Cụ thể, số mũi tiêm của ngày 10 tháng 8 là 14.296, chỉ đạt 76% so với ngày 3 tháng 8. Đa số các quận huyện đều có số lượt tiêm giảm so với tuần trước. Đặc biệt, quận 1, quận 11 có số lượt tiêm một ngày chưa đến 100. Sở Y tế TP.HCM ghi nhận một số quận huyện có sự thay đổi đáng kể số lượt tiêm trong tuần này như các quận Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình và huyện Hóc Môn. Trong đó, Hóc Môn có sự cải thiện rõ rệt về số lượng tiêm qua từng ngày. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.